Chào mừng tất cả quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Xoáy TV. Lời nói đầu tiên thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Xoáy TV thật nhiều niềm vui. Và sau đây mời quý vị đón nghe bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau sự kiện 26 chiếc tàu ngầm kết hợp với Lữ đoàn 189 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tập trận bắn đạn thật, phóng tên lửa ở Biển Đông trong những ngày vừa qua, khiến Tập Cận Bình và dàn lãnh đạo diều hâu tại Bắc Kinh điên đảo chưa biết xử trí ra sao. Thì vào nửa đêm ngày hôm qua, 27 tháng 6, Trung Hoa Dân Quốc lại phải trải qua một trong những thảm họa tràn dầu tồi tệ nhất lịch sử, cây giàn khoan Hải Dương số 9, chúng tôi xin được vắn tắt là HD9 của Trung Quốc, ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bất ngờ nổ tung và bùng cháy dữ dội. Nói chính xác hơn thì đây là thảm họa tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta không phải là một người hay một nhóm người, mà chính là một giàn khoan, bản tiệm thủy hoạt động tại vùng nước cực sâu với chế độ định vị tự động. Nó được xây dựng vào năm 2014, khi thảm họa kinh hoàng xảy ra với khả năng khoang giếng hút dầu ở những vùng biển sâu nhất của đại dương có thể di chuyển đến nơi khác khi cần thiết. Giàn khoan Hải Dương 9 được đưa vào lắp đặt năm 2014. Sau khi hoàn thiện xong, sau này được tập đoàn PP đứng thứ 11 trên 20 tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới đến nay để phục vụ cho việc giàn khoan các mỏ dầu sâu dưới đáy biển, Trung Quốc đã tiến hành các nâng cấp nhưng nó đã bị hỏa thiêu trong một vụ nổ kinh hoàng vào đêm, bất hạnh của đêm ngày 27 tháng 6. Khi đó nó đang thực hiện mũi khoan sâu nhất thế giới, tính đến thời điểm bây giờ, gần quần đảo Hoàng Sa, trong sự cố này, không có cụ thể một người hay một sai phạm nào nhất định, mà đó là hậu quả của một chuỗi sai lầm mà phải chịu trách nhiệm lớn nhất đó chính là tập đoàn dầu khí của Trung Quốc. Nguyên nhân khách quan phải kể đến đầu tiên chính là những nguyên nhân này do hệ thống cảnh báo gặp trục trặc, các nhân viên tại đây đã phải cắt bỏ nó một năm trước khi thảm họa diễn ra. Sau không ai muốn nghe tiếng còi inh ỏi vào lúc 3 giờ sáng cả. Đây chính là một trong những lý do khiến cho không ai có thể ngờ tới vụ nổ sẽ diễn ra nhanh và mạnh đến thế. Nguyên nhân thứ hai có thể kể đến từ các sự cố màn hình xanh, do một số máy tính ở đây vẫn dùng hệ điều hành từ những thập niên 90, cho nên thường xảy ra hiện tượng mà người xanh, nhiều đến nỗi nhân viên ở đây còn gọi vui đó là những cái chết xanh. Dù chưa có bằng chứng cụ thể về ảnh hưởng của những sự cố màn hình xanh đến thảm họa, nổ giàn khoan, nhưng nó cũng nói lên được phần nào sự yếu kém lạc hậu trong mặt công nghệ của đất nước tỷ dân Trung Quốc. Về nguyên nhân chủ quan, không chỉ có hệ điều hành lịch sử kiểm tra lỗi giàn khoan của tháng 9 năm 2020, còn cho thấy có tới 390 lỗ mà bên phía chủ quan Trung Quốc không hề sửa chữa, kể cả đối với những loại khá nghiêm trọng. Còn cho tới nay có bao nhiêu trong số đó đã được chữa thì chúng ta cũng không thể biết được, vì tất cả đều đã thành tro bụi. Đối với việc điều khiển một cỗ máy khổng lồ như là Hải Dương 989, mọi quy trình hoạt động dù nhỏ nhất đều có sự chính xác cao, trơn tru trong từng chi tiết, vậy mà có hàng trăm lỗi có thể chưa được khắc phục kịp thời. Nếu nói đây là một trong những nguyên nhân từ phía con người chính là thảm họa này xảy ra thì cũng không phải là quá. Trước khi thảm họa xảy ra một ngày, một đội công tác đã tiến hành bơm xi măng vào đầy lỗ khoan, một trong những quy trình chuẩn an toàn để ngăn lòng rò rỉ ra bên ngoài. Nhưng không hiểu sự thiếu thận trọng của những người trực tiếp thực hiện hay là bởi một lý do nào đó khác, xi măng lớp dưới cùng của lỗ khoan đã không thể tạo ra một màng niêm phong hoàn hảo. Điều này dẫn đến việc dầu cứ bị dần dần rò rỉ ra ngoài vào các cửa đường ống dẫn đến phía bề mặt. Thực tế có hai van cơ khí được thiết kế để ngăn chặn dòng chảy của dầu và khí đốt, nhưng tất cả đều đã thất bại. Điều đó cho phép dầu và khí đốt sẽ đi dọc theo con đường ống về phía bề mặt. Cùng với đó là hàng loạt các kết quả kiểm tra áp lực bị sai. Một chuyên gia cho biết một số chất nghiệm đã được chạy tới 4 lần để xem kết quả đằng sau và cũng để xác định xem liệu niêm phong có thực sự ổn hay không. Kết quả của cuộc thử nghiệm đã bị sai, vì vậy họ nghi đó cũng là được kiểm soát vào khoảng 8 phút trước khi vụ nổ diễn ra. Mỗi hỗn hợp bùn và khí đã bắt đầu rò rỉ lên sàn giàn khoan, các đội nhân viên ngay lập tức cố gắng đóng vách ngăn ngừa nằm dưới đại dương, phía trên là các lỗ khoan, nhưng nó không mang lại hiệu quả. Thay vì chuyển buồm từ khi các giàn khoan chốt một cách an toàn thông qua đường ống bên trên mặt, thì các dòng chảy được chuyển hướng đến thiết bị trên tàu được thiết kế để tách khí ra khỏi bồn.
nhưng nó lại khiến khí dễ cháy tràn hơn vào giàn khoan. Cuối cùng một vụ nổ nhỏ đã xảy ra, lửa bắt đầu bốc lên trên khắp nơi, gặp dầu khí và khí dễ cháy đó biến thành giàn khoan biển lửa. Thật sự toàn bộ 126 người đang làm việc tại đây đã thực sự sốc trước khi những ngọn lửa cao hàng trăm mét do dầu phun trào. Tuy nhiên, họ vẫn đủ tỉnh táo để đi tới khu vực tàu cứu sinh. Không được may mắn như nhiều người, Trương Tiểu Đồng đã phải trèo lên cao nhất của giàn khoan và nhảy xuống ở độ cao gần 300 mét để có thể tránh được những đám lửa cháy xung quanh gần chân giàn khoan. May mắn là anh đã sống sót khỏi va đập khủng khiếp với mặt biển, sau đó được cứu trợ bởi trực thăng cứu hộ. Kết quả có 110 người thiệt mạng, khoảng 7 triệu lít dầu thô tràn ra biển, dự kiến sẽ mất tới 3 tháng sau vụ dò dỉ này mới được dập tắt. Cho tới nay, 43.110 người với 6.000 phương tiện và đường thủy cùng hàng tá máy bay đã tham gia công tác khắc phục hậu quả. Tổng chi phí có thể lên tới 70 tỷ USD. Về phía Tập đoàn Dầu khí của Trung Quốc, họ bị bên tòa án phạt số tiền kỷ lục lên đến 20,8 tỷ đô la, trong đó có 5,5 tỷ tiền phạt, số còn lại để chi trả cho công tác phục hồi dọn dẹp. Đó mà chưa kể đến khoảng 5,8 tỷ mà họ đã bỏ ra để bồi thường cho người dân cũng như các doanh nghiệp trong vùng bị ảnh hưởng. Và diễn biến tiếp theo của sự vụ trên ra sao, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý khán thính giả khi có những thông tin mới nhất từ thực địa. Quái thú hải quân của Mỹ tung đòn Tomahawk bọc phá tàu sân bay Sơn Đông. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được vào đêm hôm qua, tàu khu trục tên lửa của Hoa Kỳ đã đi vào Biển Đông. Được biết, mục đích của tàu Hoa Kỳ đi vào Biển Đông lần này là để ghé thăm cảng quân sự Cam Ranh của Việt Nam, cũng như thực hiện lời hứa với chính phủ Việt Nam đã hứa trước đó rằng Mỹ sẽ đem tàu chiến vào Biển Đông để bảo vệ cho Việt Nam trước mối đe dọa của Trung Quốc đang hoành hành ngang ngược, bành trướng trong khu vực tại vùng biển này. Kính thưa quý vị và các bạn, tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi vào trưa ngày hôm qua, tàu chiến của hạm đội 7 Thái Bình Dương đã tiến vào Biển Đông và vùng lãnh hải của Việt Nam. Họ đang tiến hành kiểm tra tin an ninh, hàng hải tại đây, cũng như chuẩn bị cho cuộc tập trận chung với Hải quân Việt Nam vào tháng tới. Trên đường đi gần đảo Di Động qua các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc, Hải quân Hoa Kỳ gặp sự cản trở quyết liệt của tàu Hải quân Trung Quốc. Phía Trung Quốc lập tức đe dọa gây cấn dùng vũ lực và yêu cầu tàu của Mỹ rút ra thềm lục địa. Đúng là Trung Quốc luôn e sợ Hoa Kỳ, vì từ trước tới nay, những con khỉ già Hoa Kỳ không bao giờ biết sợ. Với sự dày dặn kinh nghiệm, tàu khu trục tên lửa của Mỹ không chịu lùi binh mà lập tức còn nhấn mạnh nhấn chìm một lúc ba tàu hải cảnh của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, thuyền trưởng tàu khu trục của Mỹ sau đó có cuộc trả lời ngắn với New York Times. Việc Hoa Kỳ chỉ bảo vệ chính đáng trước sự đe dọa của Trung Quốc, các hành động khiêu khích nguy hiểm của Trung Quốc không thể chấp nhận được. Phía tàu chiến của Mỹ bất đắc dĩ phải phòng vệ chính đáng, chứ không bao giờ chủ động gây hấn hay tấn công các tàu của Trung Quốc. Sau sự kiện tàu hải cảnh bị bắn chìm đêm qua, Trung Quốc đã tỏ ra rất giận dữ, từ Bộ Ngoại giao cho đến Bộ Quốc phòng, còn đứng lên chỉ trích hành động của tàu chiến của Mỹ là một tội ác vô cùng man rợ. Bắc Kinh sẽ không thể và không để yên, chắc chắn chúng tôi sẽ có những hành động và biện pháp trả đũa. Hoa Xuân Oánh còn mạnh mồm tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ tăng cường nhiều hơn nữa các tàu quân sự hiện đại và hạm đội sân bay Liêu Ninh. Liên tục gây rối các quần đảo ngoài Biển Đông của Việt Nam, Trung Quốc còn gây hấn lên sức ép chính quyền của Việt Nam không cho Hải quân của Mỹ tập trận chung với Hải quân Việt Nam vào tháng 6. Sau cuộc tấn công bắn chìm ba tàu hải cảnh của Trung Quốc, nhiều chuyên gia quốc tế nhấn mạnh hai điểm về cuộc đụng độ quân sự này. Thứ nhất, hạm đội 7 Thái Bình Dương muốn khẳng định với Trung Quốc rằng Mỹ không phải là quốc gia để Trung Quốc đem ra đùa giỡn. Bắt nạt hải quân của Hoa Kỳ là một đội quân trên biển mạnh nhất thế giới với sức mạnh và phương án tác chiến, ý chí hùng mạnh tác chiến của những thủy thủ lính Mỹ là một số một trên thế giới. Trong nhiều tháng qua, Trung Quốc còn cho nhiều tàu hải cảnh hộ tống thăm dò để vào lãnh thổ của Việt Nam, đe dọa gây hấn nhiều tàu chiến của Mỹ. Khi hạm đội 7 Thái Bình Dương thị sát tại vùng biển này, Mỹ không phải là Việt Nam mà Trung Quốc có thể bắt nạt được. Từ năm 2016 tới nay, Trung Quốc đã nhiều lần uy hiếp nhiều tàu cảnh sát biển của Việt Nam, cũng như thực hiện nhiều phi vụ đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, đã khiến cho người dân Việt Nam vô cùng uất hận, muốn băm bọn cua đen Trung Quốc ra thành trăm mảnh bởi sự bành trướng Trung Cộng. Thứ hai là các chuyên gia cũng đã nhận định rằng đây có thể là hành động trả đũa của Hải quân Hoa Kỳ ngăn Trung Quốc trong việc chính Tập Cận Bình đã cho nhiều công dân Trung Quốc đem virus phân tán đi khắp nơi.
Mà hiện nay đại dịch viêm phổi Vũ Hán của Trung Quốc đang tàn phá nặng nề nền kinh tế của Mỹ, cướp đi nhiều sinh mạng cư dân vô tội, Hoa Kỳ nói riêng và cả thế giới nói chung. Có lẽ vì vậy mà hải cảnh của Mỹ đã không do dự, sẵn sàng nã tên lửa Tomahawk vào 3 tàu hải cảnh của Trung Quốc vì khi Trung Quốc dám chọc tức đến ục kiến lửa Hoa Kỳ trên Biển Đông. Kính thưa quý vị, trên thực tế Trung Quốc đã dám bắt nạt các nước nhỏ trên Biển Đông, đặc biệt tạm biệt Việt Nam của chúng ta vì Biển Đông có nguồn tài nguyên dồi dào, từ nguồn hải sản cho đến khí đốt và dầu mỏ, đặc biệt có địa điểm hàng hải vị trí địa lý quan trọng. Biển Đông được coi là tuyến giao thương nối liền Ấn Độ Dương, đi qua Thái Bình Dương, đặc biệt Trung Quốc luôn nhắm vào Hoàng Sa và Trường Sa và tầm ngắm. Trung Quốc luôn tìm đủ mọi cách để xâm phạm xâm chiếm Việt Nam. Như chúng tôi đã nói, thềm lục địa của Việt Nam, lượng dầu rất dồi dào sau khi Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng trước đó, bây giờ đến lượt Trường Sa. Bắc Kinh đã ngấm ngầm tiến hành một bước ngoặt khi vào ngày 8 tháng 11 năm 2019, Trung Quốc đã tiến thêm một bước gây hấn khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng, khẳng định trước báo chí quốc tế quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của người Trung Quốc. Thông thường, Trung Quốc ra công bố với chủ quyền Trường Sa trong bối cảnh giữa Việt-Trung thật căng thẳng. Trước đó, vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, cũng là từ mồm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng đã ra tuyên bố phát ngôn chưa từng có, khẳng định bản thư chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam dừng mọi hoạt động khai thác dầu khí ở nơi này. Chúng ta có thể nhận ra rằng, mưu đồ của Trung Quốc trong chiến dịch mang tên Hải Dương 8 từ đầu tháng 7 năm 2019 đến nay đã xâm phạm vào vùng kinh tế biển của Việt Nam. Không biết bao nhiêu lần biến vùng biển của Việt Nam trở thành vùng biển tranh chấp của Trung Quốc, để sau đó từng bước tuyên bố không chỉ là đường chín đoạn, mà dần dần cả quần đảo Trường Sa cũng thuộc về Trung Quốc, đổi trắng thay đen với dư luận quốc tế để tạo bàn đạp gây hấn khi cần thiết. Quần đảo Trường Sa tuy diện tích không to lớn nhưng nó có thể nằm trong tay vị trí chiến lược quân sự quan trọng. Quần đảo này nằm giữ vị trí ngự ngay luồng giao thông đi qua Biển Đông, nên mất Trường Sa là mất nốt một căn cứ quan trọng ở Biển Đông sau khi quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc vào năm 1974. Nếu điều tồi tệ ấy xảy ra, Trung Quốc sẽ chiếm trọn một trạm giao thương đường biển hết sức đắc địa. Trung Quốc có thể dựa vào đó để mặc thu phí thông thường tàu bè các nước nếu đi qua vùng biển này. Kịch bản ngày càng lộ rõ khi Việt Nam có thể trở thành nguy cơ cho một cuộc nguy cơ tấn công quân sự, dù có thể là ở cấp độ lữ đoàn của Trung Quốc. Nếu xảy ra, chắc chắn sẽ được diễn ra trên biển. Nó có những giàn khoan dầu mỏ đã và đang hoạt động khai thác của Việt Nam. Lúc này có thể Trung Quốc tấn công những tàu thực thi pháp luật biển tại Biển Đông và sau đó đụng độ leo thang với sự có mặt của các tàu chiến hạm lớn của hai bên. Sau đó, Trung Quốc nhân cơ hội đó để tấn công vào Trường Sa hoặc đưa quân gây hấn vào các tàu hải cảnh và tàu cá của ngư dân Việt Nam lấy cớ để chống trả. Nếu xét về năng lực hải quân, cho dù có điều động tất cả tàu chiến hiện nay và các tàu cảnh sát biển ra Biển Đông, thì phía Việt Nam chỉ chiếm một phần nhỏ so với hàng ngàn, hàng trăm triệu các tàu hải cảnh của Trung Quốc. Chưa kể đến lực lượng dân quân biển của Trung Quốc được trang bị vũ khí súng máy, Trung Quốc đã lập hệ thống thiết bị cảm biến, phát hiện tàu ngầm dưới đáy Biển Đông, dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học và cảnh báo sóng thần. Theo các nhà phân tích, tạp chí Quốc phòng Hải quân Mỹ cho biết, Trung Quốc đang triển khai kế hoạch xây dựng một mạng lưới thiết bị cảm biến ở dưới đáy biển, mang tên dự án Vật lý Trường Thành dưới đáy biển để phát hiện tàu ngầm Nga và Mỹ. Hệ thống này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch mang tên Kế hoạch Tuyệt mật 861 trong Chiến lược Hải quân Quốc gia nhằm phát triển công nghệ giám sát trên biển, và trọng tâm của nó là trinh sát phát hiện các tàu ngầm được Trung Quốc bắt tay thực hiện vào năm 1996. Trong đó có rất nhiều dự án trạm nghiên cứu xây dựng dưới đáy Biển Đông và cảnh báo sóng thần có thể sử dụng chung mục đích này, nhằm tăng cường khả năng trinh sát phát hiện tàu ngầm của các nước hoạt động trong khu vực huyết mạch và thế giới này. Các chuyên gia của Mỹ từng thừa nhận hệ thống này tương đương như hệ thống thiết bị cảm ứng âm thanh của Mỹ nằm rải rác dưới đáy Biển Đông, chuyên dùng để trinh sát phát hiện tàu ngầm của chính Trung Quốc. Các chuyên gia đại lục bình luận, việc hệ thống giám sát âm thanh tàu ngầm dưới đáy biển được đưa vào sử dụng sẽ đưa khả năng trinh sát tàu ngầm của Trung Quốc lên một tầm cao mới mà không nhiều cường quốc hải quân thế giới nào làm được. Họ cho rằng tương lai Trung Quốc còn có thể phát triển một hệ thống có tính năng tương tự như triển khai cơ động áp lực của các thành quả đột phá trong công nghệ tàu lặn ngầm, khiến cho phạm vi bảo thủ của hệ thống giám sát tàu ngầm của Trung Quốc lên đến 15.000 km. Thậm chí khả năng phát hiện tàu ngầm của Mỹ do Trung Quốc truy tìm còn có thể vươn tới tận bờ Tây của Hoa Kỳ. Tuyên bố của chuyên gia Trung Quốc có hơi quá đà,
khi nước này chưa có thể chuyển qua hệ thống các thiết bị âm thanh dưới đáy biển trên hết khắp đại dương trên thế giới. Nhưng ít nhất là hải quân nước này đã đủ khả năng giám sát các tàu ngầm trên Biển Đông. Tuy nhiên, để phục vụ cho hệ thống này hoạt động thì Trung Quốc phải cần cho các hệ thống đảm bảo phục vụ. Đó là nguyên nhân dẫn đến một việc mà Trung Quốc cần lập tức xây dựng nhân tạo và đi xâm chiếm các đảo để lập các trạm nghiên cứu dưới đáy biển. Do đó, có biện pháp nào ngụy trang tốt hơn việc lợi dụng các mục đích nhân đạo để giải rác, cảnh báo sóng thần để ngụy trang cho việc này? Việc giải rác các thiết bị cảm biến dưới đáy biển, các tàu lặn siêu sâu như Ngư Long có thể lặn dưới 7.000 mét. Việc triển khai các hệ thống đảm bảo hoạt động của chúng dưới đáy biển có thể đơn giản với Trung Quốc. Nên nước này chỉ cần có sự ngụy trang cho các hoạt động này, đó là việc xây dựng các trạm nghiên cứu dưới đáy biển và hệ thống cảnh báo sóng thần. Việt Nam nhận tin vui chưa từng có khi Mỹ chính thức ký quyết định giúp Việt Nam trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông. Chuỗi hành động chứng minh Mỹ đang mạnh tay ngăn chặn quân đội Trung Quốc trỗi dậy, tăng cường hoạt động trên biển thử nghiệm tên lửa tập trận đổ bộ là những động thái mới nhất của Mỹ nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc. Theo Channel News Asia, Lầu Năm Góc xem sự trỗi dậy của quân đội Trung Quốc cũng chính là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Guernsey của Hải quân Mỹ đã hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là một phần trong chương trình tuần tra nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông do Hải quân Mỹ tiến hành. Phát ngôn viên hàng đầu bạch của Mỹ, tướng Jim Momsen nhấn mạnh, sự xuất hiện của tàu USS Guernsey là lời thách thức của Mỹ với hành động hạn chế quyền qua lại, vô hại từ phía Trung Quốc, cũng như không thừa nhận tuyên bố của Bắc Kinh đối với cái gọi là đường cơ sở bao quanh quần đảo Hoàng Sa. Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ đường chín đoạn. Thậm chí trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông. Trung Quốc khiếp vía ra lệnh rút quân khỏi Hoàng Sa khi Mỹ bất ngờ làm điều chưa từng có này giúp Việt Nam ở Biển Đông. Hoạt động của Hải quân Mỹ gia tăng đáng kể trong 2 năm qua nhằm thách thức những ý đồ của Trung Quốc trong việc hạn chế việc đi lại ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Bản tin Bản Đông dẫn số liệu từ Hải quân Mỹ cho hay, dưới thời Tổng thống Joe Biden, các tàu chiến Mỹ thực hiện hoạt động duy trì tự do hàng hải gần những thực thể bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Trong những lần thực hiện hoạt động duy trì tự do hàng hải viết tắt là FONOC, tàu chiến Mỹ tuần tra xung quanh quần đảo Hoàng Sa hoặc những thực thể Trung Quốc chiếm đóng phi pháp trong quần đảo Trường Sa, cả hai quần đảo này đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, dưới thời Tổng thống Joe Biden, chiến hạm Mỹ đã thực hiện tổng cộng 2 cuộc FONOC xung quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Dữ liệu Hải quân Mỹ cũng cho thấy, tàu Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan tới 13 lần trong năm 2020, con số cao nhất trong ít nhất 14 năm và đã có hoạt động tương tự 2 lần tính từ đầu năm đến nay. Từ những hoạt động mới nói trên, giới quan sát cho rằng có thể muốn duy trì một phần chiến lược của chính quyền tiền nhiệm và gửi thông điệp cho Trung Quốc rằng đừng mong Mỹ giảm hoạt động quân sự ở Biển Đông hay eo biển Đài Loan. Theo tờ bản tin Biển Đông, ngoài ra hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt và Nimitz cũng đã tập trận chung ở Biển Đông vào ngày 9 tháng 4. Đánh dấu lần đầu tiên hai hàng không mẫu hàng Mỹ tập trung ở vùng biển này kể từ khi ông Biden nhậm chức theo Reuters. Đây cũng là lần đầu tiên hai tàu sân bay Mỹ cùng hoạt động ở Biển Đông kể từ tháng 7 năm 2020. Trong đó, chuyên gia quốc phòng Skrilin Kolinko thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Saradatnam nhận định và eo biển Đài Loan được thiết kế nhằm gửi tín hiệu tới cả Trung Quốc lẫn các đồng minh và đối tác của Mỹ ở khu vực. Những hoạt động này cũng cổ tuyên bố chính thức trước đó của chính quyền ông Biden về việc chống Trung Quốc, đặc biệt về tình trạng Bắc Kinh sử dụng cưỡng ép ở eo biển Đài Loan và Biển Đông, ông Khô nhận định. Tiếp theo, Mỹ và Nga đồng loạt gửi thư cảnh báo Việt Nam hậu quả khôn lường khi Trung Quốc đe dọa hạt nhân ở Biển Đông. Trong các cuộc tập trận gần đây ở Biển Đông và khu vực lân cận, thông qua việc bắn thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân và điều động oanh tạc cơ chiến đấu lược H-6, Trung Quốc dường như đang bóng gió đe dọa bằng sức mạnh hạt nhân. Pháo đài bay của Trung Quốc trong cuộc tập trận phối hợp đường bộ trên. Theo CCTV, quân đội Trung Quốc đã triển khai tàu đệm khí đường bộ Type 726 xuất phát từ tàu vận tải đường bộ loại Type 071 mang theo xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A cùng các binh sĩ thủy quân lục chiến được vũ trang. Kèm theo đó, phía ngoài khơi có tàu khu trục loại Type 052D, tàu hộ tống loại Type 054A, tàu hỗ trợ,
trên không thì có thêm máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay ném bom H-6. Gần đây, Trung Quốc liên tục điều động oanh tạc cơ H-6 được xem như pháo đèn bay với hỏa lực mạnh, tham gia các cuộc tập trận. Hồi cuối tháng 2, Trung Quốc đã điều động 10 oanh tạc cơ, bao gồm dòng oanh tạc cơ chiến đấu H-6 tham gia cuộc tập trận tác chiến trên biển ở khu vực Biển Đông. Loại máy bay này cũng thường xuyên hoạt động xung quanh quần đảo Đông Sa, nằm ở phía bắc Biển Đông và đang do Đài Loan kiểm soát. Tiểu sử China Morning Post dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng ngày cho hay nước này vừa triển khai chiến đấu cơ H-6 tập trận ở khu vực Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đưa tin Bắc Kinh vừa điều động máy bay ném bom H-6 đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Là dòng oanh tạc cơ chiến lược tầm xa, H-6 có phiên bản có thể mang theo tên lửa đạn đạo Đông Phong 21. Vốn là loại tên lửa có chứa đầu đạn hạt nhân. Vừa qua, Trung Quốc cũng đã khai hỏa tên lửa DF-21 đến Biển Đông nhằm đe dọa các bên liên quan. Cụ thể, trước đó vào năm ngoái, ngày 26 tháng 8 năm 2020, một tên lửa là loại DF-21 được bắn từ tỉnh Chiết Giang và tên lửa còn lại là loại Đông Phong 26 được bắn từ tỉnh Thanh Hải. Cả hai đều được bắn đến vùng biển giữa đảo Hải Nam với quần đảo Hoàng Sa. Chính vì thế, kết hợp các yếu tố trên, việc Trung Quốc thường xuyên điều động oanh tạc cơ H-6 báo hiệu những rủi ro về việc nước này sử dụng sức mạnh vũ khí hạt nhân để tạo thế săn đe ở Biển Đông. Rủi ro căng thẳng trong khi đó liên quan đến tình hình Biển Đông, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng ủng hộ việc Đức vừa thông báo sẽ điều động một tàu hộ tống đến Biển Đông. Cuối tháng 2, Pháp cũng điều động hai chiến hạm là tàu đổ bộ tấn công Tonnerre và tàu hộ tống Scorp vừa rời cảng nhà đến Thái Bình Dương trong sứ mệnh kéo dài 3 tháng. Dự kiến trong sứ mệnh lần 2 này, chiến hạm sẽ hiện diện ở Biển Đông 2 lần và sẽ có cuộc tập trận chung cùng Mỹ và Nhật Bản vào tháng 6. Trước đó, một tàu ngầm hạt nhân của Pháp cũng đã đi qua Biển Đông nhằm nhấn mạnh về quyền tự do hàng hải ở vùng biển này. Cũng tại Biển Đông, Mỹ gần đây cũng đã liên tục tăng cường hoạt động quân sự. Điển hình, Washington đã điều hai nhóm tàu tác chiến sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz tập trận chung ở Biển Đông. Nhận định tình hình Biển Đông gần đây khi trả lời Thanh Niên, ông Pauling, giám đốc chương trình AMTI, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đánh giá có vẻ như cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều phát đi tín hiệu sẽ duy trì nhịp độ hoạt động ở Biển Đông. Thông điệp đó của Washington có ý nghĩa quan trọng khi nhiều bên trong khu vực lo ngại Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden sẽ mềm mỏng với Trung Quốc. Bên cạnh đó, các nước châu Âu cũng lo ngại tình hình ở Biển Đông nên thúc đẩy quá trình quốc tế hóa vùng biển này. Với hàng loạt diễn biến như vậy, tình hình Biển Đông có lẽ không ngừng căng thẳng trong thời gian sắp tới, chuyên gia Pauling dự báo. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Những tin tức liên quan đến tình hình an ninh biên giới và Biển Đông, chúng tôi sẽ thu thập và gửi đến cho quý vị ở những bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép tạm dừng tại đây. Nếu quý vị thấy chương trình đưa đến cho bạn những thông tin nóng và mới nhất, mong quý vị ủng hộ trang bằng cách đăng ký kênh, bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!